nay là ngày 14 tháng 4 năm 2023. Đoàn chúng tôi cựu chiến binh Hải quân tỉnh Nam Định, huyện Giao Thủy và giám đốc bảo tàng đồng quê Tô Thị Hiếu đến thăm lại cầu Hiền Lương năm xưa. Các đồng chí đi qua cầu một đoạn xong lại quay lại nhé. Ven bên bờ Hiền Lương, chiều nay gã đứng trông về, mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi dòng, bỗng trong sương mờ, không gian trầm lắng nghe câu hò. Họ ơi, thuyền ơi có nhớ bên chăng, bên thì già khăng khăng người thuyền. Các ông chị đi khẩn trương đi, khẩn trương đi, về có tối rồi. Sang qua đầu cầu bên kia chụp ảnh rồi ta về. Đứng trông về